Bởi vì em sống một mình cho nên là em khá là bồ bồn ạ. Bồ bồn thôi chứ có ở dơ không? Dạ không có mùi. À không có mùi. Dạ. Các thanh niên mà bề bộn nghĩa là quần áo thay ra rồi dục đó phải không? Rồi để đó nhà cửa nhiều khi chắc ở mình rồi cả tuần mới quét dọn lau chùi lần phải không? Dạ, thậm chí có khi em đi công tác một tháng thì về nhà mới dọn. Trời ơi, nhà chắc cái chuồng thành cái chuồng luôn quá. Dạ, như đợt vừa rồi là cái tủ lạnh em nó mọc mốc luôn. Trời ơi. Vậy mà còn kể ra nữa, cái tủ lạnh giờ cần người dọn nha, nó mọc mốc rong rêu quá trọng rồi đó. Rồi bên đây em giới thiệu về mình đi nè. Yeah, hello, Zhang. It's been 2 or 5. It's Dira and hello, em đang nói tiếng nước ngoài. It's born in Ho Chi Minh City. Sao chia tay? Có phải là ra trường rồi mạnh ai nấy đi không? Em có một thời gian làm việc ở ngoài Côn Đảo thì cũng gọi là yêu xa. Thì hai đứa không có tiếng nói chung. Em lại quyết định đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Em nghe trong đó nó là cứ vào 3 tháng kiểu gì cũng chia tay. Nên thôi em chia tay trước. Dạ. Dạ, mối tình người yêu trước của em là hầu như là tất cả các tài khoản xã hội của em là bạn đó đều biết hết. Anh Loan còn nhiều hơn em nữa. Những ai mà nhắn tin cho bạn cho em là phải quà đó. Bạn ấy nói là tại sao em lại gọi là bạn đó là bạn trai. Thì em mới nói là ủa vậy chứ không phải là trong một mối quan hệ hả? Bạn ấy nói là bạn ấy không phải. Bạn đó mới nói là trước những cái cô gái mà bạn đó mà quen biết á, giống như là cũng nắm tay rồi cũng hôn nhau các thể loại, rồi giống như là một cặp đôi vậy á. Nhưng mà không ai nói là mình là cả cái cặp đôi với cái người đó hết. Suy nghĩ một hồi em mới nói là vậy là làm như một người yêu thôi nhưng mà không phải là trong một mối quan hệ hả? Em tên là Nguyễn Lê Phúc Thịnh, 27 tuổi, công việc đang là quản lý kinh doanh cho một công ty bất động sản. Quê Thịnh ở đâu? Dạ, quê em thì ở Bình Thuận ạ. Mình vào đây lâu chưa? Em thì vào đây từ năm 2016. Vậy là công việc ổn định tốt rồi phải không? Dạ, hiện tại mình ở với ai? Dạ, hiện nay thì em đang ở một mình ạ. Thuê nhà ở? Dạ vâng. Ở đâu? Quận mấy? Dạ em ở bên quận Tân Bình. Thế sở thích của em là gì nè? Dạ em thì thích đi du lịch, thích đọc sách, thích đi cắm trại và đặc biệt là em có đam mê với bộ môn câu cá. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thịnh? Điểm mạnh của em thì thật ra là em tự tin về cái khoảng là khá hòa đồng bởi vì đặc thù công việc, biết nấu ăn, giặt đồ rửa chén làm được hết. Giỏi ha. Còn điểm yếu thì em bởi vì em sống một mình cho nên là em khá là bồ bồn ạ. Bồ bồn thôi chứ có ở dơ không? Dạ không có mùi. À không có mùi. Dạ. Là các thanh niên mà bề bộn nghĩa là quần áo thay ra rồi dục đó phải không? Rồi để đó nhà cửa nhiều khi chắc ở mình rồi cả tuần mới quét dọn lau chùi lần phải không? Dạ, thậm chí có khi em đi công tác một tháng thì về nhà mới dọn. Trời ơi, nhà chắc cái chuồng thành cái chuồng luôn quá. Dạ, như đợt vừa rồi là cái tủ lạnh em nó mọc mốc luôn. Trời ơi. Vậy mà còn kể ra nữa, cái tủ lạnh giờ cần người dọn nha, nó mọc mốc rong rêu ở trỏng rồi đó. Em tên là Ngọc Chi, 21 xém 22 tuổi. Công việc hiện tại của em làm telesale, làm tư vấn viên cho một trung tâm tập gym. Hiện tại thì em vẫn ở trọ, em ở một mình. Em thích ở một mình là nhiều hơn. Còn em ở đâu? Dạ, em ở Tân Phú. Ủa, ở mình nhiều hơn là sao? Vậy là có những lúc không phải ở một mình. Dạ đúng rồi. Vậy lúc thì... trước em không ở một mình. Không ở một mình, ở với ai? Lúc trước em có đón ba mẹ lên ở chung á. Dạ, khoảng tầm 2 năm nay thì ba mẹ về quê ở. Em ở một mình tiếp. Quê em ở đâu? Em ở Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh thì có thể là em hay giúp đỡ người khác. Còn cái thứ hai là em hay chơi thể thao. Môn gì? Ngoài bóng đá ra thì cái gì đa số em cũng chơi được. Ghê vậy ta, đa năng quá vậy. Chút ít. Chút ít hả? Dạ. Điểm yếu? Điểm yếu thì chắc có lẽ là ngại nói chuyện. Ngại giao tiếp? Dạ. Nói chuyện kém á, với lại nó sao ta? Rụt rè quá, nó không tự tin đúng không? Dạ, vì hơi tự tin về bản thân xíu. Giờ thoải mái chưa? Lúc nào em cũng vậy. Thoải mái thôi, dạ. Không gì hết. Em biết hát không? Dạ không. Khi mà rảnh rỗi em làm gì? Rảnh rỗi chắc em cũng nằm ngủ không mà chứ không. Nghĩa là nằm ngủ thôi chứ không làm gì hả? Không có du lịch hay là chơi cái môn gì hay là đọc sách hay là xem phim hay là gì đó? Chơi thể thao đó. Rảnh đó hả? Rảnh thì chắc là em đi thôi chứ em không có du lịch. Em xách xe đó, em đi rồi. Như là đi Vũng Tàu, Đà Lạt nè, về quê. Vậy hả, rảnh là xách xe đi thôi. Dạ. Em tên là Trần Văn Mến, sinh năm 1990. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là bộ đội. Ồ vậy hả? Dạ. Em làm được 14 năm. 14 năm luôn? Dạ. Chức vụ gì rồi? Dạ em giờ mới trung úy. Em nhiêu tuổi mà 14 năm là bộ đội rồi? Dạ 18 tuổi em đi bộ đội. À. Đến nay là được 14 năm. Wow, vậy là năm nay 32 tuổi rồi. Hằng ngày công việc của em ở trong quân ngũ là làm gì? Chủ yếu làm những công việc chuyên môn thôi. Bên em làm chuyên môn em là gì?
Em là mà làm chính trị á, là chỉ có ghi chép sổ sách đánh máy. Em mua khu nào? Dạ em ở muôn khu 7. Là mình ở suốt trong đó hay là mình có được ra ngoài hay mình được về nhà vậy không em? Dạ em thì là em sáng đi chiều về. À vậy là sáng đi xong chiều về nhà của mình á. Dạ à, chị hiểu rồi. À, nhà mình là hiện giờ ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú. Tân Phú, còn quê ở đâu? Dạ quận quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Như vậy là công việc cũng rất là thoải mái, giờ giấc cũng là thoải mái đúng không? Dạ. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì nè? Dạ rảnh rỗi thì em thường hay đi đá bóng. Điểm mạnh đi, điểm yếu của mình. Dạ điểm mạnh của em thì chắc em có thể tập trung vô một công việc gì đó nó lâu, nó kiên trì á. Còn cái điểm yếu của em thì em mau quên lắm. Là sao chưa hiểu, tập trung gì vậy đó kiên trì. Dạ thí dụ như em thích làm một vấn đề gì đó, một cái công việc gì đó em thích rồi, thí dụ như mà những cái đồ chơi này kia em có thể làm công việc đó làm nhiều giờ liền. Có nghĩa cái gì mà em đã đam mê, em đã thích rồi là em dành hết tâm sức vô em làm cho được mới thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đó là chàng trai cái đỏ nha. Kia là chú bộ đội. Cậu bên đây em giới thiệu về mình đi nè. Yeah, hello zusammen. Ich bin Thu und zwei. Ich studiere an der Hello, em đang nói tiếng nước ngoài. Und ich wohne in Ho Chi Minh Stadt. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Thư và em 26 tuổi. Tại em đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Passau ở Cộng hòa Liên bang Đức. Nãy là em nói tiếng Đức hả? Dạ, em vừa mới nói tiếng Đức ạ. Hay quá vậy ta. Dạ. Hèn chi vậy mà tôi tưởng đâu là cái khả năng tiếng Anh của tôi kém dữ vậy. Tôi tưởng tiếng Anh mà sao tôi không hiểu chữ nào. Tôi mới tràn qua tôi nghe, ủa sao mình cũng biết lẩm bẩm chứ ta. Mà sao bé này nói mình không hiểu. Tại là bé nói tiếng Đức, Đức em không biết thiệt. Dạ, em là đang học năm thứ 3. Em đang là năm cuối ạ. Năm cuối, chuyên ngành gì? Chuyên ngành của em là em sẽ thiên về những cái tổ chức văn hóa, là tại vì cái ngành của em nó sẽ là ngành văn hóa và kinh doanh quốc tế. Ủa mà Thư là đang đi học mà vậy là về đây là về chơi thôi hay là sao? Dạ em đang là năm cuối, em đang chờ kết quả của luận văn thôi. Dạ là em gần như là hoàn thành công cái việc học của mình rồi. À nhưng mà bây giờ là em về Việt Nam là về luôn chưa hay là mình còn đi qua Đức học tiếp hay là như thế nào? Dạ em là về luôn rồi, em gần xong cái việc học của em rồi ạ. À vậy là em về đây thì em ở đâu, mà về bao nhiêu lâu rồi? Em mới về tháng trước. À về được đúng một tháng thôi hả? Dạ về đúng một tháng và em đang ở với ba mẹ ở quận. À vậy là em ở bên Đức, em có coi chương trình này bên Đức? Dạ em có coi chương trình, có coi xong về đăng ký để mà tham gia chương trình này liền. Dạ xong rồi thí dụ như mà mình thành đôi xong mình dắt bạn mình đi Đức luôn. Dạ nếu có cơ hội. À có cơ hội. Dạ. Rồi điểm mạnh em biết em là gì? Điểm mạnh của em thì em khá là hòa đồng và em có cái sự bao dung cũng như là hay chia sẻ với mọi người á. Mọi người có cái tâm sự gì thì hay chia sẻ với em thì em sẽ lắng nghe và có thể đưa ra một lời khuyên đó, hoặc là có thể là cho một cái ôm nhẹ để động viên. À chia đó. Sẻ. Dạ một cái sự chia sẻ. Điểm yếu của em hơi bị kỹ tính. Ví dụ như là cái công việc nào là nó phải ra công việc đó và sắp xếp, em phải có làm việc thì có một cái trình tự thời gian. Hay là mình khó tính, cái mình hơi gắt một chút xíu thì sẽ làm buồn lòng cái người nghe. Sở thích em là gì? Bình thường thì nếu như trong thời gian rảnh thì em thích pha cho mình một ly cà phê hoặc là một ly trà sữa. Sau đó em sẽ nghe nhạc, những cái bản nhạc nhẹ và ngồi chill một chút chỉ như vậy thôi. À. Dạ. Chơi thể thao hay là đi du lịch hay là? Du lịch với em thì nó cũng không phải là nhất thiết là phải đi du lịch, mà ví dụ như là có mình có cái cảm hứng, mình hứng khởi lên thì mình có thể đi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến tình trường nha. Bây giờ mời chàng trai ghế màu xanh. Em trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà nói về mối tình sâu đậm thì em có hai. Đâu kể chị Tường nghe coi. Đầu tiên mối tình đầu tiên thì thời em tuổi còn học trò thôi, kéo dài mấy năm thì em nhớ không lầm là từ năm lớp 10 tới lớp 12. Tình cảm học trò để trong sáng lắm chị, chủ yếu là chở nhau đi ăn là tối về đi dạo công viên gần nhà. Nhưng mà khó quên đúng không? Những kỷ niệm rất là đẹp, tình yêu đầu đời đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi sao chia tay? Có phải là ra trường là mạnh ai nấy đi không? Em có một thời gian làm việc ở ngoài Côn Đảo thì cũng gọi là yêu xa. Thì hai đứa không có tiếng nói chung. Em lại quyết định đi tham gia nghĩa vụ quân sự. Em nghe trong đó nó là cứ vào 3 tháng kiểu gì cũng chia tay. Nên thôi em chia tay trước. Dạ. Dạ mối tình kế tiếp thì lúc em cũng đang làm ở công ty, bạn đó là cũng thực tập sinh. Cách đây mấy năm rồi? Cách đây cũng gần 3 năm rồi. Dạ. Đó quen được bao lâu? Dạ, em quen được cũng được 3 năm. Trời cũng dài dữ
dữ vậy, sao chia tay nữa? Cũng vì yêu xa. Số em xa hoài. Tại thời điểm đó là dịch Covid á. Không có đi qua đi lại giữa các tỉnh được. Thì bạn ấy ở Bến Tre, em ở Bình Thuận. Mà sao quen ở xa vậy? Dạ thì bạn thực tập sinh làm trong công ty của em làm việc á. Bao lâu chia tay? Chia tay có cái lý do gì không, hay là tại vì ở xa rồi cái nhạt dần rồi chia, hay là... Dĩ nhiên thì có mâu thuẫn với chị. Mâu thuẫn về cái gì? Bởi vì bạn gái quen lâu năm á, em rất hiểu về tính cách và con người. Cho nên tự nhiên đùng một thời gian ngắn thôi, 1-2 tháng thay đổi 180 độ. Thay đổi thì sao? Từ sao mà thay đổi ra làm sao? Kiểu nó đang rất là mặn nồng ngọt ngào, em đi làm về thì bạn ấy cũng nhắn tin, rồi bạn ấy đi làm về em cũng nhắn tin hỏi thăm, rồi gọi video call, rồi từ mất tiêu luôn, mất tiêu luôn. Em mới hỏi vài vấn đề rồi thôi, em cãi nhau lo to quá chia tay luôn. Quen nhau 3 năm cái đoạn mà chưa xa đó, còn ở chung đi thực tập chung đó, mối quan hệ nó có thân thiết, nó có mặn nồng chưa? Dạ. Hay là nó cũng nhợt nhạt? Dạ có mặn nồng, với lúc đó em cũng dự định cưới rồi. Ồ vậy hả? Hay là cũ về quê, cái cũ cũ có người khác? À, cái đó em không chắc chắn. À, hết dịch rồi có gặp lại nữa không? Có cơ hội gặp lại không, hay là từ lúc chia tay giờ là im luôn? Dạ chia tay rồi im luôn thì em cũng mới biết là cuối năm ngoái bạn ấy lấy chồng rồi. Trời, thấy chưa? Nó phải có nguyên nhân sao người ta mới lợt lạc chứ không phải tự nhiên mà. Lấy chồng cũng chính là cái người mà em ghen luôn. Vậy là trời. Vậy là cô đơn cũng được bao lâu rồi? Từ tháng 6 2020 tới giờ. 2 năm rồi. Anh tâm sự chuyện tình của em đi nè. Về mối tình sâu đậm của em thì em chỉ có một thôi. Bây giờ là còn nhiều mối tình lại rải. À lại rải đúng không? Bây giờ kể cái mối tình sâu đậm đó đi nè. Bao nhiêu năm? Năm hơn à. Đậm dữ à. Sao mà quen với anh chàng đó? Lúc đó thì em bị bệnh và em phải về quê. Lúc đó là hai người đều ở quê. Biết qua một cái app hẹn hò, nhắn tin qua lại được khoảng tầm 3-4 tháng. Chưa gặp mặt nhau lần nào luôn. Chỉ gọi call video luôn. Kiểu nảy sinh tình cảm á, xong cái quen trời xui đất khiến gì á. Em không ở quê nữa. Ba mẹ cũng không cho luôn. Em nhất quyết em đi lên sở với bạn đó. Em là người không thích đi xa. Thế chung có ở chung không? Không. Kỳ vậy không ở chung sao chơi chung? Gần. Nói gần sớm cũng sắp đi tới chuyện đám cưới luôn. Tới đâu, lúc cái, sau lúc... thì bạn đó bảo là bạn đó muốn về quê lập nghiệp. Muốn về quê lập nghiệp? Ủa đâu người ta đi lên thành phố hay gì muốn về quê? Thì em cũng tin, yêu mà. Bạn đó về quê xong bạn đó lên, bạn đó nói với em đi nè, thì thôi mẹ anh cũng vì mẹ bảo anh... lên chăm sóc em thời gian cho em ổn rồi anh mới về quê. Lúc đó em đang bị cái gì mà không ổn? Em không biết nữa, em cũng kiểu, ủa vậy mắc cười vậy? Ủa chứ đó giờ tôi chăm sóc bạn mà đâu phải bạn chăm sóc tôi đâu mà giờ bạn đòi chăm sóc tôi. Mọi thứ, đa số luôn, thì em lo 7 trên 10. Cho nên là giờ bạn đó muốn lo ngược lại cho em là lo gì? Em thắc mắc, em mới nghi ngờ. Em rất là ít dạng như là kiểm soát bạn trai. Sau một ngày đẹp trời đó, em mượn cái ad Instagram á để em định chụp hình thôi. Có em thấy một cái ad khác, em vô tình em bấm vô, cũng con gái mà chị, cũng thắc mắc, bấm vô thấy một dòng tin nhắn cắm sừng. Cái câu mà em luôn luôn nhớ là anh ở bên bé chi, anh có nhớ em không? Anh ở bên bé chi, anh có nhớ em không? Trời đất ơi. Cuối cùng thì em biết chuyện đó rồi, em cho đi luôn chứ em đâu níu lại làm gì. Từ lúc chia tay xong rồi có liên lạc nhau gì nữa không? Không. Đuổi đi là đi luôn, là về quê luôn. Đi là số điện thoại, Facebook, Zalo. Hết dịch rồi mà cũng đi kiếm bồ hả? Không có bồ và không có bạn trai nào mới hả? Em kiểu không có quen ai được chính thức á. À, chơi qua đường thôi phải không? Không vậy đi cho nó vui em ơi. Bây giờ con gái mình phải chơi qua đường con trai đi chứ mình đừng để qua đường mình phải không? Dạ em thì có một mối tình sâu đậm. Cũng sâu đậm luôn hả? Sâu đậm sao nè? Em quen nhau khoảng đầu năm 2018. Quen được bao lâu? Dạ cũng quen cũng được đến năm 2020 là chia tay. 2 năm, đậm là đậm sao, lý do sao chia tay? Lúc em quen bạn thì bạn đó đang là sinh viên ở trên đây. Bọn em chia tay thì lúc đó là bạn đó là đã hoàn thành xong khóa học rồi, chuẩn bị về quê rồi, chuẩn bị về quê làm. Giờ khoảng cách, giờ địa lý rồi còn thêm về tuổi tác nữa. Em lớn hơn bạn đó nhiêu mà sao? Dạ, khoảng 9 tuổi. Tuổi cũng đâu có gì đâu. Mà lúc quen em đã biết trước điều đó rồi. Dạ đúng rồi. Nói chung là chia tay là phần lỗi bên do bên em thôi chứ không phải do bạn gái đó. Sao do bên em? Em có nhiều cái không tốt á. Giống như là em không có lãng mạn rồi, em không có quan tâm, em không có chăm chút gì bạn gái nên chỉ là riết rồi cái người ta cảm thấy không không không
có hòa hợp nên là cũng chưa đau vô đầu hết. Dạ. Nhưng mà có hối hận nuối tiếc gì không? Dạ, để nói chung là có thì cũng có, nhưng mà mình nghĩ sau này mình nghĩ lại thì có thể như vậy nó sẽ tốt hơn cho cả hai người. Nhưng bây giờ mình có rút kinh nghiệm được cho cái mối tình sau không? Qua cái mối tình đó thì mình sẽ rút kinh nghiệm được cho những cuộc tình sau này. Này bây giờ thí dụ giờ có bạn gái thì em sẽ như thế nào? Mình quan tâm hơn, lãng mạn hơn chút. Người yêu trước của em là hầu như là tất cả các tài khoản xã hội của em là bạn đó đều biết hết. Online còn nhiều hơn em nữa. Những ai mà nhắn tin cho bạn cho em á là phải qua đó. Trời ơi, bạn đó trả lời luôn. Trời ơi, cái đó thì hơi lố. Chiều ta gái gán chịu. Đẹp trai quá rồi bị mất á. Đời mà cái gì nó cũng có này có kia, làm sao muốn hết được tất cả. Hy vọng ngày hôm nay hai bạn trai của tôi sẽ may mắn nha. Đó là mối tình của chú bộ đội. Em là gì Kiều Đức? Em trải bao nhiêu mối tình rồi? Cũng không nhiều lắm, cỡ khoảng 5-6 mối tình gì đó thôi. Wow. Nhưng mà là cái lúc đó là em còn đi học nên là nó không có cái gì mà sâu đậm lắm. Gần đây nhất, nói gần chắc cũng không gần lắm, đó là năm 2018. Lúc đó em vừa mới qua Đức, em gặp được một bạn. Bản thân em nghĩ thôi nha là tụi em đã thành đôi rồi đó, nhưng mà cuối cùng lại không. Bạn đó là người Đức. Tụi em gặp nhau trong một cái buổi đó là họp mặt những cái bạn mà học tiếng Trung. Thì lúc mà em chuẩn bị đi về á thì bạn đó có lại xin số để liên lạc với em. Thì mới đầu em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà em nghĩ là vì ok mình mới qua thì mình kết bạn thì nó cũng rất là ok. Tụi em cũng có nhắn tin qua lại rồi, bởi vì học cùng trường nên là cũng hay gặp nhau. Em cảm thấy bạn có tình cảm với em, và kể cả bạn đó cũng nói với em là bạn đó có tình cảm với em. Có một lần em nhắn tin cho bạn đó thì em nhắn chữ là bạn trai, thì bạn đó lại nói với em là bạn đã bị bất ngờ, bị ngạc nhiên. Em lại không hiểu cái lý do của tại sao lại ngạc nhiên như vậy, là sao em không hiểu. Chiều ngày hôm đó luôn thì bạn đó mới qua nhà của em và bạn ấy nói là tại sao em lại gọi là bạn đó là bạn trai. Thì em mới nói là ủa vậy chứ không phải là trong một mối quan hệ hả? Bạn ấy nói là bạn ấy không phải. Bạn đó mới nói là trước những cái cô gái mà bạn đó mà quen biết á, giống như là cũng nắm tay rồi cũng hôn nhau các thể loại, rồi giống như là một cặp đôi vậy á. Nhưng mà không ai nói là mình là cả cái cặp đôi với cái người đó hết. Suy nghĩ một hồi em mới nói là vậy là làm như một người yêu thôi, nhưng mà không phải là trong một mối quan hệ hả? Thì bạn đó là không thích. Em nói bạn đó là tóm lại là người không có trách nhiệm. Bạn đó ngồi im lặng và tụi em kiểu tan rã trong không vui. À, kết thúc. Kia thì nghĩ là ông số lối sống phương Tây thì muốn là chơi vui thôi, hai gái gặp nhau quan tâm vui vẻ chơi vui thôi, đôi bên cũng có lợi. Bạn bè của em á cũng là người nước ngoài thì các bạn đó tỏ tình với nhau rồi mới trong một cái mối quan hệ luôn, chứ không có phải là kiểu mập mờ vậy. Nhưng mà tại vì cái bạn này bạn đâu có tỏ tình với em đâu, cơ bản là tại vì bạn đó bạn không có thích em, đơn giản vậy thôi. Bạn đó có nói là bạn đó thích em. Đúng, em là được là rồi, chia tay cũng không hẳn là chia tay, chỉ là chia. Lại do đâu có quen đâu mà chia. Em là bạn của Quang Mến ạ. Bạn của Quang Mến dạ. Thì nãy giờ em theo dõi thì em thấy bạn nữ ghế đỏ ở đây á rất là dễ thương, xinh đẹp và đặc biệt là rất là nhẹ nhàng. Còn Quang Mến của em thì bạn thì cũng rất là hiền và tâm lý. Có một đặc điểm nữa là mình ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, thì hai bạn em nghĩ là rất là hợp. Em cũng là bạn của Mến. Bạn Mến dạ. Luôn dạ, là trong quân đội luôn. Dạ không, em là bạn chơi chung với Mến thôi ạ. Chứ không có làm chung. Theo em thấy thì Mến là cũng hợp với bạn ghế đỏ bên đây ạ. Ghế đỏ luôn. Dạ, Mến thì cũng trưởng thành, tâm lý, còn cái là hơi mê thể thao chút xíu. Tốt thôi, thể thao thì khỏe, có gì đâu. Dạ đúng rồi, đàn ông có mê thể thao thì nó không có mấy cái tệ nạn khác. Tưởng thể thao ghê ha. Mở cửa trái tim. Tặng chấm đi phát quà chứ. Tặng không nói câu nào gì chút. Chả nói chút từ nói gì. Từ nói hả? Rồi bây giờ muốn tặng chưa? Dạ thôi tặng luôn rồi. Tặng luôn, mời. Xin lỗi, tại hôm nay em có sự chuẩn bị, có phần quà cho nên anh xin tặng em. Trời ơi. Cũng là một món quà nhỏ thôi, nó sẽ để lên trang trí cho cái bàn trang điểm và bàn làm việc của em thêm xinh xắn hơn. Dạ em cảm ơn. Vừa bốn chỗ quá ha. Ông dừng anh này kia. Ông dừng đúng chỗ ghê. Hôm nay á em đến đây á thì em có mang em cũng không biết chuẩn bị cái gì nữa, tại vì đó giờ em chỉ giờ rủ đi ăn đi chơi thôi chứ em ít tặng quà lắm, không thích hay là gì cũng. Mà này là mua hay làm? Dạ mua. À mua, mua chứ thôi. Em không biết làm. Ừ, cho thôi mời hai ảnh ăn dạ, đi. Em mời. Dạ. Dạ. Đây. Dễ thương quá trời. Anh cảm ơn. Có bấm nút chọn ai hay không? Nhường bạn đi trước. Nhường luôn hả? Nhường luôn hả?
Dữ ta. Anh xin phép mà được nắm tay của Thư. Nắm tay phải bắt thì tay thì không biết là 30 giây mà, nhìn ví dụ với mình quen nhau á thì mình có Thư có yêu cầu gì với mình? Dạ, tương tất chỉnh chu và những cái gì mà em nói lúc nãy á thì nếu như anh có thì dạ em cũng không có phải là cô gái yêu cầu quá nhiều. Chào Chi. Thôi xin anh xin phép nắm tay em tí. Rồi bởi căng quá vậy. Cho bạn quá căng. Ok. Thôi xin nắm tay là căng. Nắm tay thôi rồi anh đi về. Được. Em biết mà. Rồi. Rồi, thời tới rồi. Chỉnh chu nè. Anh xin phép nắm tay em. Dạ. Ví dụ như mà sau này mà có được mà hợp với nhau á thì mình sẽ tính tiếp sau này. Cảm ơn em. Anh xin phép được nắm tay em. Dạ. Nếu như em ngại em mang máy thì thôi không sao hết. Nếu như anh dám nắm nào lại không dám nắm. Không, em bình thường mà, tại vì ổng ngại ổng cũng kìa. Cảm ơn em. Tay nhìn mặt nhau thì tôi kêu nhìn nhau 30 giây mà làm gì mà. Ổng gung cái tay vậy nè. Rồi có nói gì không? Dạ có nói rồi. À nói rồi hả? Dạ. Và chúng ta sẽ đến khoảnh khắc quyết định. Mỗi bạn sẽ có 5 giây để suy nghĩ thật kỹ. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Ở mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Thích bạn nào thì mình bấm cái nút cái màu ghế của bạn đó. Mời Đạt. Các bạn hãy hướng mắt về phía trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là khoảnh khắc quyết định. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 1. Về gương mặt đó, thì em nghĩ là nhìn được và ưa nhìn là được. Về ngoại hình thì em không quan trọng. Em thì thích những bạn nữ không quá cao, tầm cứ 1m55 đổ lại là được. À, dạ. Em thì em luôn mong muốn cái người phụ nữ của em, bạn gái của em là hãy làm những cái gì mình thích. Dạ, em thì không có cái mẫu người yêu cụ thể dần. Tức là không cần cái nghề nghiệp phải làm này làm kia, hoặc là phải đẹp xấu cao như thế nào. Mẫu người nào mà cụ thể nhưng mà sao giống cái anh đỏ bên đây quá vậy? Dạ, nhưng mà là trưởng thành. Và trưởng thành trong cái suy nghĩ. Chứ không phải là do là lớn tuổi hơn em là em ok. Dạ, bấm. Và hết thời gian. Hai chàng trai mình muốn nói gì không? Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Thì không, em cũng không có cái cảm xúc gì lắm. Nhưng mà chị khuyên em nè, lần sau những cái cơ hội ở ngoài cuộc sống của mình, mình là đàn ông, mình là thanh niên, mình phải nên dứt khoát, mạnh mẽ một xíu. Tại vì á, dù sao đi nữa đó, phụ nữ có cá tính cỡ nào, có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng đàn ông mình vẫn là người chủ động. Nếu mà em thật sự em thích ai đó ở ngoài cuộc sống, em thích thì em phải mạnh mẽ, em phải tấn công và em phải dữ dội lên. Ngay cả em cũng vậy luôn. Yeah. Mình thích ai mình phải quyết liệt vô. Có muốn phai đao về những tình duyên bên nhà gái không? Có chứ. Hỏi đi. Có chứ, coi mắt nhà gái coi. Đây, nhà gái tôi đây. Xinh xắn có đồng điếu. Điếu mà ha. Mùa xuân mà gặp cô này là thấy giàu rồi. Ừ, rất là tươi luôn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, có hai mối tình. Hai mối luôn. Dạ. Mối tình thứ nhất thì năm 19 tuổi thì quen được 4 năm. Trời ơi, 19 tuổi rồi quen 4 năm luôn á hả? Năm 17 cũng vậy. Dạ, tại lúc đó cũng chưa muốn lập gia đình sớm á. Là bạn kia cũng hối. Giận dạ. Luôn, giận luôn, dạ. Bỏ lấy vợ dạ. Luôn. Dạ, bỏ lấy vợ. Thì đó xem rồi còn mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì con cũng quen được 2 năm. Nhưng mà do bạn đó lăng nhăng quá. Lăng nhăng quá, bỏ luôn. Dạ. Ok. Thôi bỏ qua luôn. Rồi bây giờ muốn một cái người mới nó như thế nào nè? Dạ muốn bạn nam thì phải cao hơn con là tầm chiều cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Ví dụ giờ mét mà thấp hơn 65 ô 65 năm phân nó không là cái gì. 1m65 rất cao nè, đây 1m65 nè. Được chưa? Hả? Ok không? Rồi muốn gì nữa? Dạ không hút thuốc. Có thể uống rượu bia được thì thỉnh thoảng thôi chứ đừng có uống thường xuyên quá. Rồi gì nữa? Tóc không có bị hói. Ngon, ok, tóc cắt ngắn thôi chứ không có hói. Dạ. Đảm bảo luôn. Cô nào thích hói vậy trời. Rồi về càm ràm ta cũng hói à. Dạ. Thôi, con thích điều gì ở đàn ông nè, con ghét nhất điều gì ở đàn ông? Dạ lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ.
Đúng rồi. Bây giờ đó, người gái ta nói vậy coi, mình nhắm mình đáp ứng nhu cầu được bao nhiêu vậy? Mình có lăng nhăng không nè? Bây giờ nói một tiếng một thiệt lớn cho bạn gái yên tâm là mình có lăng nhăng không? Em cũng bình thường, không lăng nhăng gì hết. Có thủy chung không nè? Thương ai thì thương một người thôi. Hết người này mới tới người kia đúng không? Dạ đúng rồi, cái nào dứt điểm xong đúng rồi, dứt dạng xong rồi mới tới người kia. Ok đúng rồi, ai cũng vậy mà. Rồi vậy bây giờ còn cưng thì sao? Cưng muốn cái mẫu người bạn gái của mình sao nè? Mẫu người của em thì cao trên 1m55. Đặc biệt là có nụ cười xinh chứ, tỏ nắng. Đồng điếu nha. Đồng điếu. Khởn thì gì? Đang khởn hả? Thích đang cười, có đang khởn. Chung là cười. Không khởn mà chỉ có đồng điếu thôi được không? Cười vô là thấy có tiền rồi đó. Kiếm cái đồng điếu khó lắm á. Giờ mua đen là khẩn đều luôn á. Khẩn cái đó phải niền luôn. Sao nữa nè, sao nữa nè. Biết đối nhân xử thế. Dạ, rồi hết rồi, vậy thôi. Tính tình thì sao? Nó hơi nóng tính, đập đồ chút xíu chấp nhận không? Vui vẻ nói nhiều hơn em. Đập đồ xíu có chấp nhận không? Thì nãy em nói đừng đập người rồi đó. Không đập người thôi đúng không? Chấp nhận. Nói chung cũng đập mền đập gối thôi chứ cũng không có đập gì cứng đâu, đừng lo. Rồi thấy tôi thấy là nó cũng tương thích rồi đó, cũng có sự tương thích. Em đi lại bạn đi lính chung. Bạn. Rồi, mời bạn có vài ý kiến thôi nào. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Dạ con là bạn của Toàn. Hôm nay con tới đây là con để giúp Toàn tìm được một người bạn gái. Thì Toàn ơi, bạn gái này thì nụ cười thì cực kỳ đẹp. Rất hợp với lại cái tiêu chí của Toàn đưa ra, thì bạn gái này cũng xinh xắn, dễ thương. Nói chuyện thì chắc cũng hợp với Toàn lắm, thì Tài thì thấy hợp lắm á nha. Thì có thể tiến tới. Dạ con cảm ơn. Tài có bồ chưa Tài? Dạ con thì cũng giống Toàn. Vậy hả? Hẹn con năm sau nghe. Dạ con ngồi chỗ ngồi luôn nha Tài. Chỗ của Toàn luôn. Tài với Toàn với nhau là hợp đó. Dạ. Rồi mời nhà gái. Đúng rồi, bên em đi với ai không? Dạ đi với anh chị của em. Như con. Rồi mời cưng. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hùng Vân, chào bên họ nhà trai và chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Thì nay em cũng muốn đến với chương trình này thì để mình có dịp mình mai mối cho bé Tuyền tìm được một người chồng thế nào ưng ý. Em là anh ruột hả? Dạ, em là anh ruột phải không? Dạ. Em cũng xin nhận xét tí về bé Tuyền. Bé Tuyền thì tính thì có hiếu, tự lập từ nhỏ luôn, và có cái là hơi kỹ tính. Bên trai nhắm chịu nói không? Sạch sẽ đúng không? Sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Dạ kỹ tính tốt mà chị cũng... nhìn em là chị thấy đôi giày em trắng vậy, cái áo em trắng vậy là chị biết em cũng kỹ lắm, thích những người kỹ lắm, cho nên là chắc là hợp đúng không? Có thích người sạch sẽ ngăn nắp không? Dạ đương nhiên rồi, quá thích đúng không đó. Yên tâm ha. Dạ thì bên đây anh nhận xét thì Toàn thì nói chung về ngoại hình á thì cũng ok, nói chung cũng đẹp, chắc là có thể đẹp hơn anh. Đừng nói quá. Thì nhưng cũng hy vọng á, dạ, anh thì, trai thì có duyên á, thì cũng hy vọng á là hai anh em y chang nhau hả? Hai người sẽ cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu, mình tiến tới không nữa. Với lại cũng mình muốn hỏi Toàn á, là ví dụ như bây giờ Toàn có một mối tình đầu là Toàn nói là chưa sẵn sàng để kết hôn, thì nay Toàn đến với chương trình này mình có sẵn sàng chưa, hay là nếu mà muốn kết hôn thì khoảng thời gian là bao lâu? Cái thời điểm này là em cũng đang sẵn sàng để tham gia chương trình đấy, là thứ nhất. Thứ hai nữa là phần nữa là âm thanh thêm, nghe thêm vậy một bà. Thời gian nữa thì nếu mà ấy thì sẽ tiến tới luôn. Gắn vô đây nè, bên tai bên đây nè, rớt ra luôn à. Thanh thử alo đi. Cưng máng vô cái lỗ tai mình. 1, 2, 3, 4, 5. Alo. Âm thanh bên trai nghe không? Alo đi Toàn. Alo. Dạ nghe bình thường anh ơi. Rồi nói đi Toàn. Tại thời điểm này thì em cũng xác định là sẽ tiến tới.
Nhưng mà có thể là sau chương trình này thì sẽ cần thời gian nữa. Thì nếu mà hợp luôn á thì em sẽ tiến tới luôn. Yeah. Cô, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Đừng mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Đứng lên anh nhận quà đi. Xong mình tặng quà của mình. Chào em. Dạ, anh dạ. Có món quà gửi. Dạ. Anh có chuẩn quà, anh có chuẩn bị một cái vòng đeo tay. Dạ. Anh có thể đeo cho em. Đeo luôn đi, đưa bông đưa chị cầm cho. Đeo tay trái à. Chú thích quà luôn, quà trái chút xíu Toàn. Qua đây qua trái nè, qua trái em á. Đúng rồi đó. Rồi, đó. Rồi. Trời. Chiếc vòng cầu hôn nè. Trời ơi. Chấp nhận đeo là chấp nhận lời cầu hôn của người ta đó. Chú đáo chưa? Em cũng có ông chuẩn bị chiếc vòng luôn rồi đó. Rồi anh cảm ơn. Mở ra luôn. Mở ra luôn đó. Cái ví đúng không? Dạ, cái ví. Rồi, cảm ơn. Sao tặng ví vậy cưng? Dạ, tại vì ví thì lúc nào cũng mang theo bên mình thì em muốn là lúc nào cũng phải nhớ tới em. Rồi, đương nhiên rồi. À, thì anh có một lời này nói vậy nè. À, anh thì thích có cái câu là chỉ cần có lý do thôi. Nếu mà có lý do thì đi đâu cũng được. Và sẽ lâu dài hơn. Đấy. Thì anh tới đây thì anh cũng hát được. Thì anh có bài hát gửi chương trình với lại em. Nói chung là bài hát này thì nó cũng có liên quan gì tới mùa xuân hay là kiểu là tình cảm hết. Nhưng mà em thích bài này. Em hát bài này thôi. Cái bài Từng Yêu của Phan Duy Anh. Nhìn Phi hát kìa. Tặng cho người ta nhìn người ta hát kìa. Đó. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giấu muôn màn. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Hay quá, hay quá, toàn hay vậy. Quá hay luôn, trời ơi. Nói chung là anh thấy em thì anh em mặc áo dài cũng dễ thương. Dạ. Một phần nữa là em cười cũng xinh. Dạ. Tại ngay lúc đầu thì anh cũng kêu là anh thích có bạn mà kiểu như có nụ cười duyên á. Dạ. Khi mình đi làm về hay gì mệt mỏi thì kiểu thấy nó vơi đi. Và kiểu có cái cảm xúc của cuộc sống. Dạ. Này đấy. Hồi nãy thì anh nói anh làm ở đâu em nghe chưa? Anh làm ở bộ phận IT phòng an ninh Vinhome Central Park Bình Thạnh Tân Cảng cái chỗ Landmark 81. Như vậy thì công việc của anh có bận lắm không? Trời ơi nói nghe nè, mình có hát được không? Mình đối lại trước đi rồi xong mình ngồi mình nói chuyện. Thì nói chung là em hát lại cho anh nghe, nếu mà hát được thì đúng hát rồi. Nghe. Dạ, dạ con xin hát một bài một đoạn ở trong ca khúc Miền Tây Quê Tôi. Ok. Dạ. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóng trăng đón chờ nghe lời reo cô nàng bán bánh ngon, mua giùm em bánh mía dúng thơm. Dạ xin hát đứa nào hát cũng hay nha. Dạ chỗ đi cưng, tập về xong ca là tập bài đi. Hát được đó. Hay quá. Tới ngày đám cưới hai đứa hát luôn.
Anh có cái hỏi này cái là dạ. Tại vì thời gian đi làm anh thì cũng kiểu bận nhiều, cũng áp lực công việc.